Cách đây ít phút thì cặp bán kết thứ nhất giữa Thái Lan và Philippines đã khép lại. Và chúng ta đều đã biết Thái Lan là đội bóng đã giành vé góp mặt ở trận chung kết. Chỉ có một chút bất ngờ xảy ra trong trận đấu giữa Thái Lan và Philippines ở set 1. Sau đó thì trật tự được lặp lại và người Thái dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước đội tuyển nữ Philippines, để lần thứ 17 liên tiếp góp mặt trong các trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games. Đội tuyển Việt Nam vừa có được điểm đầu tiên trong trận đấu này, và đó là tình huống tấn công của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Bóng đã chạm tay chắn của phụ công mang áo số 10, Wu Lan. Bây giờ thì Thanh Thúy sẽ là người phát bóng. Thanh Thúy phát bóng ra ngoài sân. Rất đáng tiếc cho tình huống phát bóng tấn công vừa rồi của đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam. Cho tới thời điểm này thì Thanh Thúy và các đồng đội vẫn chưa để thua bất cứ một set đấu nào tại SEA Games năm nay. Thái Lan cũng vậy, và họ đang thi đấu nhiều hơn chúng ta một trận. 3 trận đấu ở vòng bảng, 1 trận ở vòng bán kết, và người Thái có chiến thắng tuyệt đối, thắng 12 set và chưa để thua bất cứ một set đấu nào. Pha phối hợp đánh nhanh giữa Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh. Cơ hội tấn công dành cho Indonesia. Không được. Tình huống xử lý bóng không đi qua lưới vừa rồi là của Medi. Nguyễn Thị Trinh phát bóng. Sau đầu. Pha tấn công tốt của Megawati. Chắc chắn đối chuyền mang áo số 3 Megawati sẽ là một trong những cái tên mà hàng phòng ngự của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải để mắt tới nhiều nhất. Một trong những mũi công đã quá quen thuộc với những người yêu mến bóng chuyền Việt Nam. Mùa giải năm ngoái tại giải vô địch quốc gia của chúng ta thì đối chuyền Megawati cũng đã góp mặt thi đấu trong màu áo của đội bóng Hà Phú Thanh Hóa, và trở thành một trong những cây ghi điểm tốt nhất trong màu áo của đội bóng xứ Thanh. Trong những cuộc chạm trán giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia thì Megawati vẫn thường là cái tên ghi được nhiều điểm nhất bên phía đội bóng xứ Vạn Đảo. Tỷ số lúc này đang là 3-3. Kiều Trinh vừa phát bóng ăn điểm trực tiếp. Ở những trận đấu gần đây tại vòng bảng thì phong độ của Kiều Trinh đang có dấu hiệu sa sút. Nhưng chúng ta hy vọng bước vào vòng đấu loại trực tiếp này thì đối chuyền mang áo số 11 sẽ kịp thời lấy lại phong độ của mình. Cú đập bóng rất mạnh của Megawati. Trên giấy tờ thì Megawati đăng ký thông số với chiều cao 1m83 và là cầu thủ cao nhất trong đội hình của Indonesia. Nhưng thực tế cô gái này cao 1m85. Khả năng bật đà 2m78 và bật chắn là 2m70. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là cú đánh của Tú Linh. Đánh biên. Thanh Thúy bắt bước một tốt. Tú Linh vẫn chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Pha bỏ nhỏ của Thanh Thúy. Vừa rồi là một tình huống xử lý thông minh của Thanh Thúy, và Megawati đã bắt bước một lỗi. Chúng ta vươn lên dẫn trước với tỷ số 5-4. Trận đấu mở màn giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển Indonesia đang diễn ra có phần tương đối cân bằng. Bây giờ tới lượt Tú Linh phát bóng. Và tấn công sau vạch 3m rất mạnh của Megawati. Trúng vào vị trí của Khánh Đang. Đây là lần đầu tiên mà Khánh Đang thi đấu ở sân chơi SEA Games. Libero quê Long An này, sinh năm 2000 và đã thể hiện một phong độ rất xuất sắc tại AVC Club vừa qua, góp phần giúp cho Sport Center One, mà thực chất là đội tuyển Việt Nam, giành ngôi vô địch. Thanh Thúy. Tình huống đánh bóng trong tư thế không thuận lợi của Thanh Thúy. Indonesia bây giờ là những người có lợi thế về mặt điểm số.
Với những gì hai đội đã trình diễn sau 3 trận đấu vừa qua thì giới chuyên môn vẫn nhận định đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Indonesia ở thời điểm hiện tại. Vừa rồi là một tình huống bắt bước 1-0 thành công của Tú Linh. Pha phát bóng ăn điểm thuộc về Medi. Tình huống phát bóng tương đối khó chịu của chủ công mang áo số 24. Bóng đi ngang vai. Medi là chủ công sinh năm 1999 với chiều cao 1m68. Cú đập bóng rất mạnh từ vị trí số 4 của Thanh Thúy nhưng chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Sau đầu, đó là pha xử lý của Trà Giang. Trà Giang đã vào sân và phụ công mang áo số 23 vừa ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Đinh Thị Trà Giang, phụ công quê gốc Lạng Sơn, hiện đang thi đấu trong màu áo của Vietinbank. Cô gái này sinh năm 1992 và cũng vừa bước sang tuổi 31 vào ngày 9 tháng 5 vừa qua. Trà Giang cũng như là Nguyễn Thị Trinh đã đón sinh nhật tuổi mới của mình trên đất Campuchia với những chiến thắng liên tiếp ở vòng đấu bảng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Một chút khó khăn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong những phút đầu, nhưng vượt qua thời khắc này thì chắc chắn trật tự cũng sẽ được lặp lại cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Và những cuộc chạm trán gần đây thì Indonesia thậm chí không có được tới 2 set thắng. Tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, họ thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-3 trong trận đấu tại vòng bán kết. Chính xác hơn là trong trận đấu tại vòng đấu bảng. Khi đó thì Indonesia thua chúng ta với tỷ số các set là 25-17, 25-18. Họ có một thắng lợi 25-18 và thua ở set thứ tư với tỷ số 25-20. Ở SEA Games 31 thì người nắm giữ cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Còn SEA Games lần này là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, chính là người đã dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASEAN Grand Prix năm ngoái. Giải đấu diễn ra vào thời điểm tháng 9 năm 2022 và chúng ta có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Indonesia. Thêm một điểm được ghi dành cho đội tuyển Việt Nam và bây giờ thì đoàn quân áo đỏ đã vượt lên dẫn trước. Cú đánh vừa rồi là của Hoàng Thị Kiều Trinh. Ngoài, điểm thứ 10 dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng đang được các cô gái Indonesia đưa khá nhiều cho các vị trí ở hàng sau. Và vừa rồi là một tình huống phối hợp tấn công không ăn ý giữa Medi và Megawati. Bóng chạm tay chắn của các cô gái áo đỏ và đi ra ngoài. Indonesia rút ngắn cách biệt. Cú tấn công ở biên 4 vừa rồi là của chủ công Rati. Và tấn công dọc biên. Nhưng lần này thì Thanh Thúy đã không thành công. Có cảm giác ở SEA Games năm nay thì Thanh Thúy cũng đang bị hụt hơi sau khi thi đấu liên tiếp trong một tuần liền ở AVC Club 2023, cùng gồng gánh những người đồng đội để tiến tới chiếc vô địch lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam. Phát bóng ra ngoài, đổi vào điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là huấn luyện viên Em Alim Suseno, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia. Ở vòng đấu bảng vừa qua thì Indonesia có 2 chiến thắng và 1 thất bại. Họ thua trước Thái Lan với tỷ số 0-3 và thắng 2 đội còn lại là Malaysia và Myanmar với tỷ số 3-0. Cầu phát bóng đã trở lại với Thanh Thúy.
Lúc này chúng ta đang dẫn đối thủ với tỷ số 11-10. Thanh Thúy hàng sau, những đập bóng tốt của Thanh Thúy vào vị trí của libero Inda. Khoảng cách 2 điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì tại nhà thi đấu Olympic cũng có sự xuất hiện của rất nhiều những cổ động viên Việt Nam. Tất cả đều đang rất mong chờ ở kỳ SEA Games lần này với lực lượng dày dặn dưới tài cầm quân thao lược của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, chúng ta sẽ có thể lật đổ được Thái Lan. Bóng chuyền nữ Thái Lan đã thống trị đấu trường Đông Nam Á trong suốt 13 kỳ SEA Games vừa qua. 13 lần liên tiếp họ đăng quang thì có tới 10 lần đội tuyển Việt Nam của chúng ta thua người Thái trong trận chung kết. Trong đó có 2 kỳ SEA Games gần đây nhất vào các năm 2022 và 2019. Phòng thủ thành công nhưng sẽ là một thời cơ tấn công cho các cô gái Indonesia. Không được rồi. Điểm dành cho Indonesia sau những nỗ lực tấn công liên tiếp của Medi ở vị trí số 4. Một thoáng trong sân của Vi Thị Như Quỳnh, người đã được tung vào sân để thay thế cho vị trí của Trần Tú Linh. Ít phút vừa qua cũng đã có những sự điều chỉnh nhân sự từ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Có thời điểm Trà Giang đã được sử dụng thay thế cho vị trí của Nguyễn Thị Trinh. Mười hai đều. Rachi phát bóng. Tấn công sau đầu. Đó là cú đánh tốt của Kiều Trinh. Đây chính là những gì mà các cổ động viên Việt Nam mong đợi. Ở ABC Club, Kiều Trinh cũng không chơi tốt ở trận đấu đầu tiên, nhưng sau đó đã nhanh chóng tìm lại phong độ và trở thành một trong hai mũi công với hiệu suất ghi điểm cao nhất của đội tuyển Việt Nam, cùng với Thanh Thúy. Và sau đó có cả Như Quỳnh nữa. Pha phối hợp đánh chồng không qua được tay chắn đối phương. Đó là tình huống chắn bóng của phụ công Vu Lan. Mười ba đều. Trận đấu đang diễn ra rất cân bằng trong những phút đầu. Thanh Thúy bắt bước một không tốt. Và sẽ là cơ hội tấn công dành cho Indonesia. Đánh biên. Cú đánh thiếu lực của Mendy. Và sau đó thì Indonesia phải trả giá với một tình huống dứt điểm rất uy lực của đội trưởng Thanh Thúy. Một lần nữa thì đội tuyển Việt Nam lại vượt lên dẫn trước. Thanh Thúy vẫn đang chơi giữ sức ở những trận đấu vừa qua. Và chúng ta rất cần Thanh Thúy có điểm rơi phong độ tốt nhất vào trận đấu chung kết. Trận đấu mà nhiều khả năng chúng ta sẽ là những người góp mặt, chứ không phải Indonesia. Với đẳng cấp và trình độ hiện tại của đội tuyển Việt Nam thì ở khu vực Đông Nam Á chúng ta chỉ còn thua kém Thái Lan mà thôi. Những cái tên như Indonesia hay Philippines ở thời điểm này không phải là đối trọng thực sự của đội tuyển Việt Nam. Và ban huấn luyện của Indonesia đã phải xin quyền hội ý lần đầu tiên trong trận đấu này. Trận bán kết thứ hai của nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32 giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam đang được phát sóng trực tiếp trên kênh On Sport Cộng cùng các nền tảng hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, gồm các kênh fanpage, kênh YouTube, kênh TikTok và ứng dụng thể thao chuyên biệt, ứng dụng On Plus của chúng tôi. Trên ứng dụng On Plus thì quý vị có thể theo dõi toàn bộ những diễn biến được tường thuật trực tiếp của các môn thể thao tại SEA Games 32 cũng như các nội dung thể thao rất đáng chú ý khác với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, các sân chơi tennis, golf cùng các giải đấu thể thao đáng quan tâm ở Việt Nam. Chúng ta vừa mất điểm sau một tình huống phát bóng rúc lưới. Indonesia có sự thay đổi người.
số 9 Hani vào sân. Và người rời sân đó là truyền 2 Tissia. Một sự thay đổi người chiến thuật của ban huấn luyện Indonesia. Họ vừa ghi thêm một điểm nữa để san bằng tỷ số 15 đều. Bước 1 của chúng ta đang có khá nhiều vấn đề ở thời điểm này. Việt Nam cần phải cải thiện kỹ năng phát bóng cũng như những tình huống xử lý bước 1. Nỗ lực cứu bóng của Khánh Đan. Thanh Thúy. Cơ hội tấn công dành cho Indonesia, đánh biên. Chúng ta phòng ngự tốt và đây là cơ hội phản công. Cú đánh của Thanh Thúy đã đưa bóng ra ngoài sân. Rất đáng tiếc. Bây giờ thì Indonesia vượt lên dẫn điểm. Đúng là Thanh Thúy đang không có được phong độ tốt nhất ở thời điểm này, sau khi đã bị vắt sức ở sân chơi AVC Club vừa qua. Sau khi đăng quang ở giải vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023, Thanh Thúy và các đồng đội chỉ có chưa đầy một tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào nội dung thi đấu của bóng chuyền nữ tại kỳ đại hội lần này. Giờ thì tới lượt Như Quỳnh cũng không thắng được các tay chắn đối phương. Và Việt Nam cũng đã phải sử dụng quyền hội ý của mình. Trong mỗi séc đấu thì mỗi đội bóng sẽ có 2 lần được xin hội ý. Mỗi lượt hội ý kéo dài 30 giây. Tâm lý của các cầu thủ chúng ta đang có phần căng cứng trong những diễn biến đầu tiên của trận bán kết. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng như ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đang yêu cầu các cầu thủ phải thả lỏng tâm lý, thi đấu với sự thoải mái và có nhiều thông tin với nhau hơn. Mười bảy mười lăm nghiêng về phía Indonesia. Hướng phát bóng tấn công tốt của đối phương, bỏ nhỏ, không được rồi. Indonesia có thêm một điểm nữa. Tới những phút này thì chúng ta thực sự cảm thấy thế trận đang khó khăn dành cho các cô gái Việt Nam và rất cần có những sự điều chỉnh từ phía ban huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, một bậc thầy về mặt chiến thuật. Đã có sự thay đổi ở vị trí truyền 2, nhưng vừa rồi thì Thanh Thúy đã bắt bước 1 không tốt. Lúc này thì người đang thi đấu ở vị trí truyền 2 bên phía đội tuyển Việt Nam đó là Võ Thị Kim Thoa. Lâm Oanh sau những tình huống chuyền bóng bị hàng chắn đối phương bắt bài đã được thay ra. Cú phát bóng ghi điểm liên tiếp của Megawati. Tiếp tục là cơ hội dành cho Indonesia và họ đã có điểm thứ 20. Đó là tình huống ghi điểm của Medi. 20-15. Tại SEA Games lần này thì chúng ta cũng đã từng có những thời điểm gặp khó khăn tương tự. Đó là trong trận đấu với Philippines ở vòng đấu bảng. Ở séc 1 chúng ta cũng liên tục bị Philippines dẫn điểm và phải tới điểm 20 chúng ta mới chính thức vượt lên. Liên tục là những tình huống phát bóng của Megawati nhắm thẳng vào vị trí của Thanh Thúy. Điểm dành cho Indonesia. Lần hội ý cuối cùng trong séc đấu thứ nhất cũng đã được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sử dụng. Đây là thời điểm rất quan trọng để chúng ta kịp thời có những sự điều chỉnh. Vấn đề là đây là bọn em xem lại, đây là vấn đề của chúng ta. Chúng ta vào sân làm gì, chúng ta có cái gì, đã làm được cái gì đâu. Đánh biên thì toàn gõ, chúng ta làm sai hết tất cả. Thì làm sao đánh được? Tập trung vào. Bây giờ cứ thoải mái lên, điểm nào tính sau. Còn lấy lại nhịp. Càng đoạn đường dài cơ mà. Lấy lại nhịp. Lấy lại nhịp. Trong thể thao thì trạng thái tâm lý là vô cùng quan trọng.
đặc biệt là ở thời điểm nhập trận. Rõ ràng là các cô gái của chúng ta đang có dấu hiệu căng cứng. Huấn luyện viên Tuấn Kiệt phân tích rằng đối phương chưa có bài miếng gì quá nguy hiểm. Họ đánh biên đều là những tình huống gõ bóng, nhưng chúng ta dường như đang để tự mất điểm. Đoàn Thị Xuân vào sân để tăng cường khả năng chắn bóng cho đội tuyển Việt Nam ở vị trí biên 4 của đối thủ. Như Quỳnh, không biết bóng đã qua lưới chưa. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm tay chắn và đi ra ngoài. Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng đã ngắt được mạch lên điểm liên tiếp của Indonesia. Cầu lên điểm vừa rồi, chúng ta đang dẫn đối phương 15-14 và họ dẫn một mạch lên 21-15 trước khi bị Như Quỳnh ngắt điểm. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Lại là pha ghi điểm nữa của Mehdi. Chủ công sinh năm 1999. Chiều cao khá khiêm tốn, chỉ là 1m68. Các chủ công của Indonesia có chiều cao không quá ấn tượng. Rachi cao 1m77. Mehdi cao 1m68. Aulia, cầu thủ cao 1m71 và cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của Indonesia. Như chúng tôi đã nói, người cao nhất trong đội hình của Indonesia chính là đối chuyền Megawati, cầu thủ cao 1m85. Pha phối hợp đánh nhanh sau của Indonesia. Tiếp tục là tình huống tấn công ở vị trí số 3, nhưng chúng ta phòng ngự tốt. Thanh Thúy, Rachi đánh biên, cơ hội phản đòn dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy, pha xử lý của Thanh Thúy hơi đuối và Indonesia có thêm một điểm nữa. Cần phải có sự điều chỉnh ngay lập tức trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Thanh Thúy vẫn đang có những dấu hiệu mệt mỏi sau một chặng đường liên tiếp phải gồng mình thi đấu. Tình huống phối hợp đánh nhanh tốt giữa Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh. Cho tới thời điểm này thì Nguyễn Thị Trinh vẫn đang là mũi phụ công đánh nhanh tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Những pha tấn công ở vị trí số 3 của Nguyễn Thị Trinh thực sự là rất lợi hại. Và đây cũng là một miếng tấn công mà chúng ta có thể áp dụng nhiều cho trận đấu với Thái Lan. Nếu theo dõi cặp đấu giữa Thái Lan và Philippines vừa qua, đội tuyển Philippines ghi được rất nhiều điểm từ các phụ công với những tình huống đánh nhanh và đánh lao ở vị trí số 3. Chắn bóng tốt. Đó chính là lý do Đoàn Thị Xuân được đưa vào sân. Một tình huống chắn đôi của Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân. Bóng đã chạm tay chắn của Đoàn Xuân. Ở thời điểm này thì khả năng chắn bóng của Đoàn Xuân có thể nói là tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Thêm một tình huống chắn bóng tốt nữa của chúng ta. Và lần này người ghi điểm block đó là Nguyễn Thị Trinh. Cách biệt đang dần được thu hẹp. Nguyễn Thị Trinh là phụ công sinh năm 1997, với chiều cao 1m80, khả năng bật đà 2m90 và bật chắn 2m70. Nguyễn Thị Trinh hiện đang thi đấu trong màu áo của Ninh Bình Liên Việt Postbank. Trong màu áo của Ninh Bình thì theo yêu cầu của huấn luyện viên trưởng, Nguyễn Thị Trinh được đưa sang vị trí chủ công. Và do đó khả năng thi đấu với sự sắc bén ở vai trò phụ công của Nguyễn Thị Trinh cũng phần nào đã bị mai một. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì so sánh với các phụ công còn lại, Nguyễn Thị Trinh vẫn đang là người chơi tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Đối phương cũng vừa sử dụng quyền timeout cuối cùng của mình trong trận đấu này. Nandita vào sân bên phía
đội tuyển Indonesia. Và Tú Linh cũng trở lại bên phần sân của chúng ta. Lâm Oanh phát bóng. Rachi đánh biên. Tình huống phòng thủ không thành công của Khánh Đang và đối phương có 4 cội để giành set point. Niềm vui dành cho các cổ động viên của Indonesia. Có lẽ trước khi bước vào trận đấu này thì họ cũng hiểu rằng đây là một trận đấu vô cùng khó khăn với Indonesia. Năm ngoái hai đội chạm trán nhau 2 lần và Indonesia đều là đội phải nhận thất bại. Thua 1-3 ở SEA Games và thua 3-0 ở ASEAN Grand Prix. Megawati trở lại và Aneta rời sân. Aneta là chuyền hai dự bị của Indonesia. Sáu đầu và ghi điểm của Thanh Thúy. Chúng ta vừa cứu thành công một set point nhưng vẫn còn 3 thử thách ở phía trước. Cần Thanh Thúy và các đồng đội phải thực sự cố gắng để có thể vượt qua những thách thức này. Thanh Liên, Thanh Thúy đánh bóng không qua tay chắn. Ở tình huống vừa rồi thì chỉ có một mình phụ công mặc áo số 10 Gu Lan đã chắn bóng thành công với tình huống tấn công từ sau vạch 3m của Thanh Thúy. Và thắng lợi trong set đấu mở màn đã thuộc về đội tuyển Indonesia. Như vậy là Thanh Liên đã vào sân thay thế cho Khánh Đang. Và trước đó Thanh Liên đã phòng thủ bước 1 không thành công trong tình huống mất điểm của đội tuyển Việt Nam. Một set đấu mà chúng ta đang gặp khá nhiều vấn đề và cần có sự cải thiện ngay lập tức. Trận đấu này Việt Nam thua Indonesia với tỷ số 21-25 và cũng là set thua đầu tiên của chúng ta tại SEA Games năm nay. Trước khi bước vào vòng bán kết thì có thể thấy cả đội tuyển Thái Lan cũng như đội tuyển Indonesia đều giấu bài. Xin lỗi quý vị, là đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam đều giấu bài và thi đấu không hết sức. Nhưng ngày hôm nay khi bước vào loạt trận bán kết, Thái Lan cũng đã phải tung ra đội hình mạnh nhất của mình với 3 mũi công Chatchuon, Pimpichaya và Aisharapon. Còn Việt Nam thì lúc này có lẽ cũng cần phải tập trung hết sức trong một trận đấu mà chúng ta đã để thua Indonesia trước một set. Hai đội đều sử dụng hết quyền timeout với 2 lượt hội ý của mình trong set 1 và sử dụng 5 lượt thay người. Có khá nhiều những sự điều chỉnh chiến thuật tới từ ban huấn luyện của hai đội bóng. Huấn luyện viên bên phía Indonesia, ông Suseno, cũng có nhiều thời điểm sử dụng hai đối chuyền ở trên sân và không có chuyền hai nào để có thể tăng khả năng phát bóng ở thời điểm đó cho Indonesia. Cũng có thời điểm họ có hai chuyền hai ở trên sân. Trong khi đó ở bên phía Việt Nam, huấn luyện viên Tuấn Kiệt cũng có nhiều sự điều chỉnh ở vị trí chủ công, đối chuyền và cả phụ công nữa. Cũng có những thời điểm Lâm Oanh cũng đã rời sân để nhường chỗ cho Kim Thoa. Và libero Thanh Liên cũng chơi ít phút để thay thế cho Khánh Đang. Nhưng những sự điều chỉnh đó vẫn chưa giúp cho đội tuyển Việt Nam cải thiện được nhiều về mặt thế trận. Chúng ta sẽ chờ đợi vào set đấu thứ hai.
ta tiếp tục với xét đấu thứ hai, xét đấu mà đội tuyển Việt Nam thi đấu bên phần sân A, phần sân tay trái của quý vị. Thanh Thúy, tình huống ghi điểm ở vị trí số 4 của Thanh Thúy. Điểm đầu tiên trong xét đấu này đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Trước đó trong xét đấu mở màn thì Indonesia là những người có điểm trước. Tiếp tục là cầu phát bóng của Lâm Oanh. Lâm Oanh phát bóng bay nhưng đó là những đường thắng, đường bóng đi rất khó chịu. Bóng chạm tay chắn của Thanh Thúy. Một đều dành cho Indonesia. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng chúng ta không được phép chủ quan với thế trận hiện tại. Bởi rõ ràng là Indonesia đang thi đấu rất tập trung. Còn đội tuyển Việt Nam thì đang gặp khá nhiều vấn đề trong việc phòng thủ và bắt bước một. Phát bóng không qua lưới, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Người vừa phát bóng lỗi là Ratri, chủ công mang áo số 2 bên phía Indonesia. Trong set đấu thứ nhất thì Ratri, Megawati và Medi là ba mũi công lợi hại nhất bên phía Indonesia. Nỗ lực cứu bóng thành công của Đoàn Thị Xuân. Tấn công ở vị trí số 2. Tú Linh. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Trần Tú Linh không qua được cái tay chắn đối phương. Có thể thấy là đội tuyển Indonesia nghiên cứu khá kỹ đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay họ bám chắn rất tốt. Hai tay chắn áo trắng đã ngăn chặn thành công tình huống tấn công ở biên 4 của Tú Linh. Ulan Hari phát bóng ra ngoài. Hai đều dành cho đội tuyển Việt Nam. Sau tình huống phát bóng lỗi vừa rồi thì số 10 sẽ ra sân để nhường lại vị trí cho libero bên phía Indonesia. Các phụ công sau khi xuống hàng sau, thực hiện xong lượt phát bóng của mình thì sẽ rời sân để các libero có thể tăng cường khả năng phòng ngự cũng như bắt bước một. Đó là những sự điều chỉnh quen thuộc ở môn bóng chuyền. Đội tuyển Việt Nam vừa có thêm một điểm nữa với tình huống chắn bóng tốt, ngăn chặn mũi công Megawati. Bỏ nhỏ. Các cô gái Việt Nam đã va vào nhau trong nỗ lực phòng thủ vừa rồi. Một tình huống thi đấu rất cố gắng của Tú Linh và đội trưởng Trần Thanh Thúy nữa. Nhưng chúng ta đã không hiểu ý nhau trong tình huống dàn xếp phòng ngự vừa rồi. Cú đánh là của Lý Thị Luyến. Như vậy là phụ công cao nhất của đội tuyển Việt Nam cũng đã vào sân. Thêm một sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trên giấy tờ thì Lý Thị Luyến đang được đăng ký với chiều cao 1m90. Này là 1m95. Hơn Thanh Thúy 2cm. Và là người cao nhất tại SEA Games lần này. Thanh Thúy. Tình huống tấn công tốt sau vạch 3m của Thanh Thúy. Cú đập vẫn chưa có lực như thường thấy của 4T. Nhưng cú đánh vừa rồi đủ độ hiểm hóc để đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Và tấn công vào vị trí của Megawati. Đánh biên. Đoàn Xuân cứu bóng thành công. Sau đầu. Chúng ta ghi điểm với tình huống chắn bóng tốt của Tú Linh. Tú Linh đã bắt bài được đối phương sau pha phối hợp vừa rồi với một miếng đánh ở vị trí số 2. Tình huống đánh bay sau vừa rồi là của phụ công đội trưởng số 17, Winda.
Winda là một cái tên rất đáng chú ý bên phía đội tuyển Indonesia. Cô bắt đầu chơi bóng chuyền từ năm 9 tuổi. Và lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển vào năm 2010 khi mới 15 tuổi. Và từ đó đã khẳng định vai trò cũng như vị trí của mình trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Năm 2017 thì chính Winda là vận động viên bóng chuyền nữ đầu tiên đội khăn trùm đầu thi đấu. Và đáng chú ý hơn nữa là những chiếc khăn trùm đầu lúc này của các cô gái Indonesia chính là một trong những thiết kế của Winda. Indonesia vừa rút ngắn được cách biệt. Sau lượt hội ý của mình thì Indonesia đã có được điểm thứ tư. Khánh Đa nghĩ rằng bóng đi ra ngoài sân. Bây giờ là cầu phát bóng của Medi. Sau đâu? Đánh không tốt của Lý Thị Luyến. Lý Thị Luyến có lợi thế về mặt chiều cao, nhưng rõ ràng là phụ công mang áo số 22 cần phải cải thiện những cú đánh và cả khả năng chắn bóng của mình. Đường truyền cũng không vừa tầm với chiều cao của Lý Luyến. Đánh biên Tú Linh. Megawati. Có vẻ như bóng ra ngoài. Nhưng như vậy trọng tài xác định đó là tình huống ghi điểm của đối chuyền mang áo. Sáu bảy, khoảng cách chỉ còn là một điểm. Tú Linh cũng không thắng được các tay chắn của Indonesia ở tình huống vừa rồi. Đó là tình huống chắn bóng thành công của Winda. Winda chính là đội trưởng của đội tuyển Indonesia. Số 17 chơi vị trí phụ công. Sinh năm 1995, cao 1m78. Phát bóng không qua lưới và chúng ta có được điểm thứ 8. Các cô gái Việt Nam cần phải nhanh chóng ổn định lại về mặt tâm lý. Đối thủ chơi cũng không quá hay, nhưng chúng ta đang bị căng cứng về mặt tâm lý. Cầu phát bóng của Tú Linh. Bóng ngoài. 9-7 dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là cú đánh sau vạch 3m của Megawati. Lần này thì cảm giác của Khánh Đang đã chính xác. Tú Linh tiếp tục phát bóng. Cú bỏ nhỏ rất khó chịu của Ratri. Thanh Thúy chắn bóng tốt. Đó là tình huống chắn bóng thành công của hai cô gái cao nhất ở kỳ đại hội lần này. Đội trưởng Thanh Thúy cao 1m93 và Lý Thị Luyến phụ công cao 1m95. Hai vận động viên bóng chuyền nữ có chiều cao trên 1m9 ở SEA Games 32. Xử lý rất khó chịu của Indonesia. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho đội bóng áo trắng. Bóng đánh bay sau thành công của Mandy. Thưa quý vị, đó là Winda. Một mình Thanh Thúy đã không ngăn chặn được cú đánh này của số 17. Winda sẽ là người phát bóng. Tỷ số đang là 80. Phát bóng ra ngoài. Vẫn đang là một thế trận rất chật vật cho đội tuyển Việt Nam. Cần phải tập trung hơn nữa, nhưng cũng cần thả lỏng về mặt tâm lý. Lý Thị Luyến sẽ phát bóng.
Pha xử lý hai chuyền không thành công của Lâm Oanh sau khi Lý Thị Luyến đã có một tình huống bắt bước một không thuận lợi. Chúng ta đang có quá nhiều vấn đề trong cả việc phòng thủ cũng như tấn công. Bị đối phương block quá nhiều. Còn trong những tình huống phòng ngự thì bắt bước một lại không tốt. Thanh Thúy. Cú đánh trên chắn của đội trưởng Thanh Thúy. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam 12-9. Nếu đánh đúng sức thì Indonesia không có bất cứ cơ hội nào để có thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng không hiểu vì lý do gì trong ngày hôm nay, nhiều vị trí của chúng ta đều đang chơi dưới sức. Đó là tình huống tấn công dọc biên của Megawati. Trọng tài xác định điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng không chạm tay chắn. Chắn bóng tốt, Đoàn Thị Xuân và Nguyễn Thị Trinh. Đây đang là hàng chắn tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Một phụ công và một đối chuyền. Đoàn Thị Xuân với chiều cao 1m82, khả năng bật chắn là 2m90. Còn Nguyễn Thị Trinh với chiều cao 1m80, khả năng bật chắn là 2m70. Hani trở lại sân để thay thế cho Megawati. Sự thay đổi ở vị trí đối chuyền bên phía Indonesia. Cầu phát bóng trở lại với chuyền hai Lâm Oanh. Thêm một tình huống chắn bóng tốt nữa của đội tuyển Việt Nam. Lần này là cặp đôi Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Liên tiếp hai pha bóng cho thấy khả năng giáp chắn rất nhanh của Nguyễn Thị Trinh. Điểm block thuộc về Thanh Thúy. Cú đánh rất mạnh từ vị trí số 2. Và kết thúc vừa rồi là của Rachi. Đối phương không thực hiện nhiều tình huống tấn công ở vị trí số 3. Điểm đến của những đường bóng là Megawati, là Rachi và Medi ở biên 4, vị trí số 2 và hàng sau. Vừa rồi là cú đánh của Nguyễn Thị Trinh. Medi. Đội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Thêm một cú đánh trên chắn nữa của Trần Thị Thanh Thúy. 16-10. Mọi thứ bắt đầu được cải thiện cho đội tuyển Việt Nam. Medi. Pha phối hợp tấn công nhanh của đội tuyển Việt Nam nhưng bóng lại đi ra ngoài sau cú đánh của Nguyễn Thị Trinh. Ta cần phải cải thiện được bước một của mình. Hàng sau bỏ nhỏ. Pha bỏ nhỏ rất thông minh của Trần Thị Thanh Thúy. 17-11 cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều tình huống xử lý bước một lỗi khiến cho Lâm Oanh cũng không thuận lợi trong những đường truyền hai của mình. Chắn bóng tốt. Đó là Tú Linh và Lý Thị Luyến.
18-11 cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt lúc này đã có phần đồng đỉnh hơn với những diễn biến hiện tại. Khó khăn đang tạm trôi qua, chúng ta đang có lợi thế lớn trong set đấu thứ hai này. Đúng chớp thời cơ tốt của Đoàn Thị Xuân. Sau khi Đoàn Thị Xuân vào sân thì khả năng phòng thủ trên lưới của đội tuyển Việt Nam đã được cải thiện một cách đáng kể. Indonesia một lần nữa lại phải sử dụng quyền khiếu đại. Xin lỗi quý vị, là sử dụng quyền hội ý. Họ đang là đội bóng gặp nhiều khó khăn hơn ở trong set đấu thứ hai này. Một set đấu mà đội tuyển Việt Nam đang ghi được rất nhiều điểm block. Một không khí rất sôi động được các cổ động viên Việt Nam tạo ra trên khán đài của nhà thi đấu nội dung bóng chuyền SEA Games 32. Nandita vào sân thay thế cho Rachi. Chủ công mang áo số 7, sinh năm 1997, với chiều cao 1m73. Có lỗi vị trí của đội tuyển Indonesia. Bộ phận thư ký đang nhắc nhở các trọng tài về các vị trí trên sân bên phía đội tuyển Indonesia. Tình huống thay người khi số 7 Nandita vào sân. Thay đổi ở vị trí chủ công. Sau đó thì ở trên sân, dường như các vị trí và con người của Indonesia thời điểm này đang có một chút nhầm lẫn nào đó. Có vẻ như trước đó Indonesia đã xoay cầu không đúng. Với lỗi vị trí này thì các thư ký sẽ là những người bao quát được tốt nhất. Các trọng tài thì đôi lúc phải tập trung cho những diễn biến rất nhanh ở trên sân. Trận đấu của chúng ta vẫn chưa được tiếp tục. Vẫn đang là những trao đổi giữa trọng tài thứ hai và bộ phận thư ký của trận đấu. Bây giờ trận đấu của chúng ta sẽ được tiếp tục trở lại.
Cầu phát bóng của Nguyễn Thị Trinh. Pha phớt đánh lao điều chỉnh không thành công của Indonesia. Đường chuyền của Aneta dành cho Winda, nhưng số 17 lại thực hiện cú đập không trúng bóng. Đánh rất mạnh từ biên 4 của Medi. Ngày hôm nay thì Medi là người ghi được nhiều điểm nhất trong đội hình của Indonesia. Megawati cũng trở lại sân. Và người rời sân đó là đối chuyền mang áo số 9 Hani. Sẽ là tình huống phát bóng tấn công của đối chuyền mang áo số 3 Megawati. Cú đánh của Lý Thị Luyến. Phòng thủ thành công. Thanh Thúy hàng sau. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam 21-12. Nỗ lực phòng ngự của chúng ta đã được đền đáp bằng việc đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Bây giờ là cầu phát bóng của Đoàn Thị Xuân. Phước đánh nhanh ghi điểm của các cô gái Indonesia. Và bật nhảy có điểm dừng của Winda. Winda không chỉ là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp mà cô cũng có rất nhiều bằng cấp. Tốt nghiệp đại học với bằng kinh tế và có cả bằng thạc sĩ giáo dục thể chất. Với đội trưởng của Indonesia thì cô đã phải cân bằng giữa sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp, giáo dục đại học và kinh doanh thời trang. Một vận động viên rất đa tài đa năng. Chắn bóng tốt và đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Tú Linh và Lý Thị Luyến là người đã tạo nên hàng chắn đôi vừa rồi. Lúc này thì Indonesia cũng không còn thi đấu hưng phấn như thời điểm xét đấu mở màn. Và những mũi công của họ cũng đang bị chúng ta khóa ở biên 4 và cả vị trí số 2 nữa. Nhưng các cô gái Indonesia vừa có thêm một pha phối hợp đánh lao điều chỉnh thành công. Vẫn là Winda ghi điểm. Sau khi bị khóa chặt ở biên 4 và cả vị trí số 2, Indo bắt đầu có thiên hướng tấn công nhiều hơn ở vị trí số 3. Thanh Thúy. Lý Thị Luyến vẫn chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta chắn bóng tốt. Trong trận đấu thứ hai này thì rất nhiều điểm block đã được đội tuyển Việt Nam thực hiện. Khả năng tấn công của chúng ta đang rất thiếu uy lực. Không phải là những hình ảnh thường thấy của Thanh Thúy, của Tú Linh. Nguyệt Anh cũng đã vào sân. Thêm một sự thay đổi người nữa của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Một chủ công được sử dụng thay thế cho một phụ công để phát huy năng lực phát bóng của Nguyệt Anh. Nhưng Nguyệt Anh lại phát bóng ra ngoài. Ngay lập tức thì cô rời sân để nhường lại vị trí cho libero bên phía đội tuyển Việt Nam. Mới vào sân nên cảm giác bóng của Nguyệt Anh còn chưa được tốt. Đó là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh. Đường chuyền cũng không thực sự thuận lợi đối với phụ công mang áo số 15. Nhưng Nguyễn Thị Trinh cũng đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Đó là tình huống phối hợp đánh lao ngắn giữa Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh. Được 1-0 thành công.
Và xét đấu thuộc về đội tuyển Việt Nam với cách biệt 10 điểm. Chúng ta đã gặp nhiều khó khăn ở xét đấu mở màn, nhưng bây giờ thì cũng đã kịp trở lại ngay ở xét đấu thứ hai và san bằng cách biệt. Sau hai xét đấu tỷ số đang là 1-1. Đội tuyển Việt Nam thua trước với tỷ số 21-25. Nhưng ở xét 2 chúng ta đã giành lại thế trận và thắng đối thủ với tỷ số 25-15. Với các đội bóng bị đánh giá thấp hơn như cặp đấu giữa Việt Nam gặp Philippines, Philippines gặp Thái Lan hay Indonesia gặp Thái Lan, thì những đội bóng được coi là chiếu dưới họ thường thể hiện quyết tâm cao độ và thi đấu rất tập trung ở trong xét đấu mở màn. Nhưng sau đó khi đội bóng được đánh giá cao hơn lấy lại được thế trận thì cũng là lúc trật tự được lập lại. Một xét đấu mà Indonesia sử dụng tới 5 lượt thay người, 2 lần hội ý, trong khi chúng ta chỉ thay 1 lượt khi đưa Nguyệt Anh vào sân thay cho Lý Thị Luyến và không sử dụng quyền time out bất cứ một lần nào. Những con số phần nào cũng đã mô tả được những diễn biến trong xét đấu thứ hai. Khó khăn đã qua với đội tuyển Việt Nam và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những hình ảnh đáng chú ý trong hai xét đấu đầu tiên trước khi đến với những diễn biến của xét 3 trận đấu này. Bây giờ sẽ là xét đấu thứ 3, trận bán kết thứ 2 nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Sau hai xét đấu, hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Indonesia có thắng lợi ở xét mở màn, nhưng sau đó họ không thể cầm cự được khi Việt Nam đã lấy lại thế trận. Xét 2 là xét đấu mà chúng ta đã ghi được khá nhiều điểm từ những tình huống chắn bóng. Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Trinh là những người thường xuyên được nhắc tới trong xét đấu thứ hai và góp công lớn trong việc giúp cho đội tuyển Việt Nam có thắng lợi 25-15. Vừa rồi là cú đánh của Nguyễn Thị Trinh và một lần nữa chúng ta lại mở điểm. Trong xét 2, đội tuyển Việt Nam cũng là những người mở điểm và chúng ta có thắng lợi sau cùng. Trước đó ở xét 1, Indonesia có điểm trước và họ giành phần thắng với tỷ số 25-21. Phát bóng không qua lưới, đổi vào điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống phát bóng của Ratri. Nhiều lần trong những trận đấu gần đây, đội tuyển Việt Nam đã có sự nhập cuộc có phần
hơi nặng nề và chậm chạp. Cũng dễ hiểu khi chúng ta vừa trải qua một giải đấu căng thẳng ở Vĩnh Phúc với các đối thủ rất mạnh tới từ những nền bóng chuyền hàng đầu của châu Á, với các câu lạc bộ của Trung Quốc, của Thái Lan, của Kazakhstan, của Đài Bắc Trung Hoa, của Iran và cả Nhật Bản nữa. Bây giờ thì Indonesia đang vượt lên và tạm dẫn với tỷ số 3-2. Khánh Đang đang liên tục phải đóng vai của một chuyền hai. Những tình huống xử lý bước một không tốt chính là nguyên nhân dẫn tới việc đó. Chúng ta đang thực sự có vấn đề trong những pha xử lý bước một ở trận đấu ngày hôm nay. Điều mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm nếu như Việt Nam giành vé tiến tới trận chung kết tranh tài với Thái Lan. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đó là tình huống tấn công của Tú Linh. Chắn bóng tốt. Một lần nữa thì hàng chắn của chúng ta lại phát huy năng lực của mình. Vẫn là Đoàn Thị Xuân và cả Lâm Oanh. Và ghi điểm ở vị trí số 2 của Megawati. 5-4 cho Indonesia. Công sau vạch 3m. Lại thêm một pha ghi điểm nữa của Megawati. Đây vẫn đang là mũi công lợi hại nhất của Indonesia. Trước đó thì Indonesia có một mũi công cực mạnh, đó là Maganan, người đã góp công giúp đội tuyển nữ Indonesia nhiều lần đánh bại đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau đó thì thời điểm tháng 9 năm 2020, tay đập huyền thoại của Indonesia cũng đã tuyên bố giải nghệ. Trước đó, Maganang đã bị xác định sai giới tính trong suốt 28 năm. Trận đấu thứ 3 này thì dường như khó khăn đang trở lại với đoàn quân của huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Và huấn luyện viên sinh năm 1976 lại tiếp tục phải sử dụng quyền hội ý. Set 2 chúng ta không sử dụng lượt time out nào cả. Cần phải đặc biệt cải thiện bước 1. Trong bóng chuyền, nếu bước 1 không tốt thì không có bất cứ một chiến thuật nào cả. Ngày hôm nay việc xử lý bước 1 không tốt khiến cho Lâm Oanh cũng không có được những đường chuyền thuận lợi cho các đồng đội. Những mũi công như Thanh Thúy, như Tú Linh, như Nguyễn Thị Trinh và cả Lý Thị Luyến đều nhận những đường chuyền không thuận lợi từ phía Lâm Oanh. Rõ ràng là Lâm Oanh cũng gặp khó sau những tình huống xử lý bước 1 không tốt từ những người đồng đội. Lượt khiếu nại đầu tiên trong trận đấu này. Indonesia nghĩ rằng bóng trong sân nhưng rõ ràng không phải như vậy. Họ mất một quyền khiếu nại trong set đấu thứ 3. Và còn lại một lượt khiếu nại sai nữa trong set đấu này.
Tình huống tấn công từ sau vạch 3m của Megawati. Và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng ra ngoài. Đương nhiên không chạm bất cứ tay chắn nào. Hàng sau. Pha xử lý thông minh của Tú Linh. Bỏ nhỏ chính là một trong những phương án mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã nhắc tới rất nhiều, giúp cho đội tuyển Việt Nam có thể cải thiện khả năng tấn công trước Indonesia. Trong những lượt hội ý của mình thì ban huấn luyện đã liên tục nhắc nhở các cầu thủ cần phải linh hoạt, điều chỉnh lối chơi của mình. Lần này thì Megawati đã ghi điểm. Bóng đang được nhồi rất nhiều tới vị trí của đối chuyền mang áo số 3. Cú đập bóng của Megawati đã đưa bóng chạm tay của Thanh Thúy. Người phát bóng bây giờ là Medi. Vẫn là một đường truyền chưa đúng tầm với Lý Thị Luyến. Và đối phương có thêm một điểm nữa. Lâm Oanh đang gặp khó khăn trong việc tìm được tiếng nói chung với những mũi công cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam, cả Lý Thị Luyến và cả đội trưởng Trần Thanh Thúy trong trận đấu này. Tú Linh bắt bước 1-0 tốt. Ở giải AVC Club 2023 vừa qua thì Tú Linh đã được khen ngợi với khả năng xử lý bước 1 của mình. Nhưng ngày hôm nay như chúng tôi đã nhận định, nhiều vị trí trong đội hình của đội tuyển Việt Nam đang thi đấu dưới sức. Tú Linh rời sân để nhường lại vị trí cho Nguyệt Anh. Thanh Thúy. Đối phương phòng thủ tốt. Megawati. Đã có lỗi lưới của Lâm Oanh rồi. Có vẻ như Rachi mới là người chạm lưới. Nhưng chúng ta không khiếu nại cho pha bóng vừa rồi mà sử dụng quyền hội ý. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang có những chỉ đạo rất quyết liệt với các học trò của mình. Vẫn là Medi phát bóng. 11-7. Bỏ nhỏ. Lực cứu bóng thành công của Indonesia. Nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Tình huống vào đà và ghi điểm của Thanh Thúy. Lý Thị Luyến phát bóng. Rachi. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Đối phương vẫn kịp phòng thủ. Và ghi thêm một điểm nữa sau khi đánh bại hai tay chắn của chúng ta. Tình huống chắn bóng với sự góp mặt của Lâm Oanh. Set 3 lại tiếp tục là một set đấu khó khăn dành cho đội tuyển Việt Nam.
xử lý tốt. Cú bỏ nhỏ vừa rồi là của Nguyễn Thị Trinh. Lực rất đáng khen ngợi của Khánh Đăng. Hàng sau, cú đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3m của Megawati khiến cho hàng phòng ngự của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều những du khách nước ngoài tới từ phương Tây cũng đang góp mặt ở Phnom Penh để theo dõi những diễn biến của SEA Games 32. Nguyễn Tấn Kiệt đang có nhiều lý do để tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn ngày hôm nay của các tuyển thủ. Và Thị Xuân vừa có một pha ghi điểm tốt với tình huống đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Nhưng ngay sau đó thì Thanh Thúy lại phát bóng không qua lưới. Đúng là Thanh Thúy đang có dấu hiệu mệt mỏi và quá tải. Những hình ảnh rất đáng lo ngại với các cổ động viên Việt Nam. Cú tấn công nhanh là của Nguyễn Thị Trinh. Đối phương đang chơi rất linh hoạt trong trận đấu này. Người vừa ghi điểm với pha xử lý của mình là chủ công Medi. Một mình Đoàn Thị Xuân đã không thể ngăn chặn tình huống tấn công vừa rồi. Bích Thủy được sử dụng từ băng ghế dự bị. Thêm một tình huống phối hợp đánh len nữa của đội tuyển Việt Nam. Lần này thì Megawati đã ghi điểm cho Indonesia. Chúng ta lại tiếp tục gặp khó với những tình huống tấn công ở vị trí số 4, vị trí số 2 và cả hàng sau. Vẫn đang là những miếng đánh quen thuộc của Indonesia trong trận đấu này. Thay đổi ở vị trí chuyền 2. Kim Thoa vào sân thay cho Đoàn Thị Lâm Oanh. Ngày hôm nay thì Lâm Oanh thực sự là thi đấu với phong độ không tốt, nhưng một phần cũng bởi bước một của các đồng đội là không thuận lợi cho Lâm Oanh. Bóng trong sân, tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Rachi. Đối phương đang tạo ra khoảng cách 7 điểm với đội tuyển Việt Nam. Sau đầu, cú đánh trong sân của Bích Thủy. Điểm đầu tiên của phụ công Bích Thủy trong trận đấu này. Một điểm số ở thời điểm rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam, giúp cho đoàn quân áo đỏ ngắt được mạch lên điểm của đối phương. Số 7 Nandita trở lại sân để thay thế cho chủ công Rachi. Và tấn công tốt của Megawati. Rất cần những sự điều chỉnh chiến thuật từ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đối phương vẫn đang duy trì được cách biệt 7 điểm ở trận đấu thứ 3 này. Nhưng trận đấu này thì chúng ta cũng đã sử dụng hết lượt hội ý của mình.
Megawati đánh bóng không qua lưới và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 12-18. Vào đà và đánh bóng mạnh từ biên 4 của Mehdi. Có lẽ ở trận đấu tiếp theo thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải trông cậy vào Vi Thị Như Quỳnh. Tấn công tốt từ hàng sau của Thanh Thúy. Thời điểm khó khăn và chúng ta rất cần đội trưởng của đội tuyển Việt Nam lên tiếng. Indonesia cũng có sự thay đổi ở vị trí chuyền hai. Bóng ngoài, nhưng trọng tài xác định bóng đã chạm tay chắn rồi. Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Huấn viên Nguyễn Trọng Linh và ban huấn luyện nghĩ rằng đây không phải là một tình huống mà bóng đã chạm các tay chắn của chúng ta. Bóng không chạm tay chắn và đó là tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam. Một điểm số rất quan trọng ở thời điểm này và chúng ta đang nỗ lực để thu hẹp cách biệt. 14-19. Đánh biên. Không kịp rồi. Hướng phòng thủ bước một không thành công của Nguyệt Anh. Thì hướng tấn công biên là của đối chuyền mang áo số 9 Hani, người đang được lựa chọn thay thế cho vị trí của Megawati. Rachi cũng đã trở lại. Các mũi công của Indonesia ngày hôm nay đang thi đấu tốt hơn so với những gì họ đã thể hiện ở vòng đấu bảng. Thanh Thúy. Rachi. Cơ hội ghi điểm dành cho Thanh Thúy. Tình huống đánh y của Thanh Thúy và bóng đã đi ra ngoài. 21-14. Hàng chắn đối phương cũng đang theo rất sát Thanh Thúy. Lâm Oanh lại trở lại sân để thay thế cho Kim Thoa. Cú bóng không thành công. 22-14. Biết khi nào thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt mới sử dụng tới Như Quỳnh.
Nhưng rõ ràng là các mũi công của đội tuyển Việt Nam đang gặp khó. Trong khi thì đối phương ở phía bên kia sân lại tấn công rất tốt. Người vừa ghi điểm là Hani. Nếu chỉ dựa vào một mình khả năng tấn công của Thanh Thúy thì quá dễ cho hàng chắn của Indonesia để có thể bắt bài. Lý Thị Luyến không thể thực hiện những cú đánh nhanh. Đoàn Thị Xuân thì tập trung vào nhiệm vụ block. Và do đó tấn công đang chỉ trông cậy vào một mình Thanh Thúy. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam 15-23. Tình huống đánh bóng không qua lưới của Indonesia. Đó là tình huống ghi điểm đúng luật của Trần Thị Thanh Thúy. Tận dụng tốt thời cơ sau lỗi bước một của đối phương. Quida vừa có một pha phối hợp tốt với tình huống ghi điểm ở vị trí số 3. Cú đánh rất dứt khoát của đội trưởng bên phía Indonesia giúp cho đội bóng này tới gần với chiến thắng trong set 3 này. 24-16. Thật sự là rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Trước khi trận đấu này diễn ra thì không ai nghĩ đội tuyển Việt Nam lại gặp khó khăn đến như vậy trước Indonesia. Và điểm quyết định trong trận đấu này cũng đã thuộc về Indonesia. Họ giành thắng lợi với tỷ số 25-16. Và một lần nữa lại vươn lên dẫn trước. Tỷ số đang là 2-1 sau 3 set đấu. Rõ ràng là chúng ta không hề muốn trận đấu này phải kéo dài sau khi Thái Lan đã có chiến thắng 3-0 trước Philippines. Ta muốn có một trận đấu suôn sẻ để có thể bước vào trận chung kết diễn ra vào buổi tối ngày mai với tâm lý và thể lực tốt nhất. Nhưng ở thời điểm này thì tấm vé tới với chung kết của SEA Games 32 nội dung bóng chuyền nữ của đội tuyển Việt Nam đang bị Indonesia đe dọa. Một trận đấu mà đối phương không sử dụng một lượt time out nào. Chúng ta hai lần hội ý, có một tình huống khiếu nại thành công. Đối thủ thì một lần challenge không thành công và mỗi đội sử dụng 4 lượt thay người. Ba set đấu kéo dài gần 1:30, lợi thế đang thuộc về Indonesia. Và set đấu kế tiếp đây thì đội tuyển Việt Nam cần phải thể hiện sự tập trung tối đa cùng quyết tâm cao độ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với set đấu thứ tư, trận bán kết thứ hai giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Chúng ta đang bị đối phương dẫn trước với tỷ số 2-1 sau 3 set đấu. Và đây là lúc mà huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt cần phải thể hiện sự kiên định của mình với vị trí phụ công Nguyễn Thị Trinh, thay vì liên tục có những sự điều chỉnh ở vị trí này. Cùng với đó là cần có thêm một cầu công chia lửa cho
Trần Thị Thanh Thúy. Nhiều vận động viên của chúng ta đều đang thi đấu dưới sức. Có vẻ như việc căng sức thi đấu tại AVC Club vừa qua khiến cho cả tập thể của đội tuyển Việt Nam đều đã bị hao tổn sức lực quá nhiều và chưa kịp này. Và ghi điểm của đội tuyển Indonesia, người ghi điểm vẫn là Megawati. Việc thi đấu một tuần liền với các câu lạc bộ đều là những đội bóng vô địch ở giải vô địch quốc gia của họ hoặc những nhà cựu vô địch là những trải nghiệm tuyệt vời đối với SportsCenter One, mà thực chất là những thành viên của đội tuyển Việt Nam. Nhưng điều đó cũng khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng đáng kể về mặt thể lực. Khoảng thời gian chưa đầy một tuần là chưa đủ để cho các vận động viên của chúng ta trở lại với thể trạng tốt nhất. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải vượt qua những khó khăn đó bằng sự tập trung và quyết tâm cao độ. Thanh Thúy phát bóng. Sau đầu. Đó là tình huống tấn công ghi điểm của Đoàn Thị Xuân. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Trong thể thao thì điểm rơi phong độ là rất quan trọng. Nhiều vị trí của chúng ta có lẽ đã đạt điểm rơi phong độ tại giải đấu diễn ra trên đất Vĩnh Phúc vào thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua. Nỗ lực cứu bóng không thành công của đội tuyển Việt Nam và tỷ số được san bằng 2-2. Ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh, nhưng vẫn còn đó những nỗi lo về những đường truyền không đúng nhịp của Lâm Oanh. Bóng ngoài. Điểm thứ tư. Như vậy trọng tài xác định là bóng trong sân. Việt Nam quyết định khiếu nại. Huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt vừa đứng rất sát đường biên ở tình huống vừa rồi và quan sát kỹ đường bóng. Huấn viên trưởng của đội tuyển Việt Nam tin rằng đó là một pha bóng mà bóng đã đi ra ngoài. Khiếu nại chính xác của đội tuyển Việt Nam và chúng ta có thêm một điểm nữa. Tiếp tục là cầu phát bóng của Nguyễn Thị Trinh. Ở thời điểm này thì rất nhiều cổ động viên đang chờ đợi cái tên Vi Thị Như Quỳnh, người có thể chia lửa cho đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Tỷ số đang là 5-2 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Nhưng Megawati cũng vừa đưa ra câu trả lời. Đối chuyền bằng áo số 3 vẫn là một mũi công rất lợi hại của Indonesia ở thời điểm hiện tại. Bóng ngoài. Đó là tình huống phát bóng của phụ công mang áo số 10.
Ulan Hari. Việt Nam lúc này rất cần sự cổ vũ của các cổ động viên. Và trên khán đài các cổ động viên áo đỏ cũng đang tạo ra bầu không khí rất cuồng nhiệt. Phối hợp đánh nhanh, đối phương có thêm một điểm nữa. Winda vẫn là một mũi công nguy hiểm với những cú đánh ở vị trí số 3. Đó là pha ghi điểm của Trà Giang. Đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của Đinh Thị Trà Giang. Phụ công sinh năm 1992 này đã trải qua 5 kỳ SEA Games, trong đó có 4 kỳ SEA Games liên tiếp trước khi vắng mặt trong khoảng thời gian 8 năm, và năm nay Trà Giang trở lại. Hàng sau, những cú đập bóng của Megawati có lực rất tốt. Số 3 đang làm khó cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Người phát bóng là Medi. Thanh Thúy. Cú đập bóng tốt từ biên 4 của Thanh Thúy. Thanh Thúy cần sốc lại tinh thần cho những người đồng đội của mình với những tình huống tấn công uy lực như thường thấy. Tại AVC Club 2023, những thời điểm khó khăn nhất Thanh Thúy đều đã lên tiếng và giúp cho đội tuyển Việt Nam vượt qua những thách thức. Bây giờ cũng là lúc mà chúng ta đang gặp khó. Bóng ngoài và không chạm tay chắn. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đối phương đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Ban huấn luyện của Indonesia cho rằng bóng đã chạm tay chắn của các cô gái áo đỏ. Có cảm giác bóng chưa chạm tay của Nguyễn Thị Trinh. Nhưng chúng ta vẫn cần thêm những góc máy từ công nghệ Video Challenge Ice. Vậy là bóng đã chạm tay chắn mất rồi. Tình huống khiếu nại thành công của Indonesia. Họ có thêm một điểm nữa để rút ngắn cách biệt. Đó là tình huống ghi điểm của Trần Thị Thanh Thúy. 9-6 dành cho đội tuyển Việt Nam. Chắn bóng không thành công. Bóng đã lọt chắn. Khoảng cách lại là 2 điểm. Đó là tình huống đánh len của Đoàn Thị Xuân. Ngày hôm nay thì Đoàn Thị Xuân sử dụng khá nhiều những miếng đánh chiến thuật mà trước đó chúng ta thường thấy ở Hoàng Thị Kiều Trinh. Một tình huống phối hợp đánh lao len của đội tuyển Việt Nam.
Bóng không được đưa tới vị trí của Nguyễn Thị Trinh, mà người dứt điểm là Đoàn Thị Xuân. Đánh biên, bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Vẫn đang là khoảng cách 2 điểm giữa hai đội. Hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Sau đầu Nguyễn Thị Trinh vẫn chưa có điểm. Đoàn Thị Xuân. Đây là Thanh Thúy. Thanh Thúy đánh bóng trong sân và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 11-8. Một pha bóng mà chúng ta đã khá vất vả để có thêm một điểm nữa. Chắn bóng tốt và đó là Tú Linh. Một mình Tú Linh đã có được một pha block thành công để giúp cho đội tuyển Việt Nam có được điểm thứ 12. Tình huống ngăn chặn thành công mũi công Ratri. Indonesia sử dụng quyền hội ý của mình trong xét đấu thứ tư này. Nếu như quý khán giả còn nhớ vào thời điểm SEA Games năm 2019, chúng ta cũng đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước Indonesia. Khi đó đối phương thắng set 1 với tỷ số 25-20. Chúng ta thắng lại set 2 25-14. Đối thủ lại thắng set 3 với tỷ số 25-19. Và sau đó đội tuyển Việt Nam thắng 2 set liên tiếp để vượt qua Indonesia với tỷ số 3-2. Những diễn biến ở trận đấu này đang có rất nhiều điểm trùng hợp. Và hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ lật ngược được tình thế. Nhưng vừa rồi thì Nguyễn Thị Trinh lại phát bóng ra ngoài. 9-12. Các cô gái Việt Nam đang có lợi thế 3 điểm trong set đấu thứ 4. Thanh Thúy đập bóng ra ngoài. 10-12. Tú Linh. Tú Linh ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Mỗi một điểm số thời điểm này đều mang tới rất nhiều sự hồi hộp cho các cổ động viên Việt Nam. Chúng ta đang phải nỗ lực ghi từng điểm một trong một thế trận khó khăn trước Indonesia. Hàng sau Thanh Thúy. Lần này thì không có ai có thể ngăn cản được Thanh Thúy. Như trọng tài đã xác định điểm được dành cho Indonesia tình huống vừa rồi. Không biết chúng ta đã mắc lỗi gì trong pha bóng vừa rồi. Có thể là lỗi dẫm vạch của Thanh Thúy theo quan sát của các trọng tài. Và ban huấn luyện của chúng ta đang xin khiếu nại. Trong trận đấu này thì rất nhiều lần đội tuyển Việt Nam đã có những khiếu nại thành công. Hy vọng rằng pha bóng này cũng là một tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam.
đã có lỗi dẫm vạch mất rồi. Trọng tài đã chính xác trong pha bóng vừa rồi và điểm dành cho Indonesia. Một cú đập bóng rất uy lực của Thanh Thúy từ hàng sau, nhưng đáng tiếc chúng ta lại mắc lỗi tấn công. Đối chuyền Hani trở lại sân. Và một lần nữa chuyền hai Tishia lại được thay ra. Những sự điều chỉnh chiến thuật quen thuộc từ phía ban huấn luyện của Indonesia. Thanh Thúy, Thanh Thúy lần này đã ghi điểm. 14-11. Thời điểm này thì thực sự chúng tôi đang cảm thấy rất lo lắng. Không biết Vi Thị Như Quỳnh có gặp vấn đề gì về thể trạng hay không. Như Quỳnh mới vào sân được ít phút trong trận đấu này và ngay lập tức được rút ra. Và cho tới thời điểm này thì chủ công người Nghệ An vẫn chưa trở lại sân thi đấu để có thể chia lửa cho đội trưởng Thanh Thúy. Đường tấn công trên chắn của Indonesia. Trọng tài cũng đã ngập ngừng trong quyết định cuối cùng của mình. Trọng tài một cho điểm của tuyển Việt Nam. Và Indonesia sử dụng quyền khiếu nại khi cho rằng bóng đã chạm tay chắn. Cũng sẽ là một pha bóng nhạy cảm mà chúng ta cần tới công nghệ Video Challenge. Cả giám biên cũng như trọng tài số 1 đều đã lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Có cảm giác bóng chưa chạm tay chắn của Trà Giang. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này là các trọng tài của Myanmar và Campuchia. Không chạm tay chắn. Lần này thì tới lượt đội tuyển Indonesia khiếu nại không thành công. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 15-11. Cầu phát bóng của Tú Linh. Tú Linh phát bóng rất khó chịu và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tại ABC Club 2023 thì Tú Linh là một trong những cầu phát bóng ghi được nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam trước các đối thủ nặng ký. Những tình huống phát bóng bay của Tú Linh nhưng bóng đi rất liệng với quỹ đạo khó lường. Tú Linh và Lâm Oanh đều là những cầu thủ phát bóng bay. Trong khi đó thì Như Quỳnh, Thanh Thúy là những cầu thủ phát bóng tấn công. 16-11 cho đội tuyển Việt Nam. Hàng sau, Megawati thực sự vẫn rất lợi hại. Ở SEA Games 31, trong trận đấu mà Indonesia để thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam, Megawati là người ghi được nhiều điểm nhất ở trận đấu đó với 24 điểm. Trong khi đó thì Kiều Trinh đứng ở vị trí thứ hai với 23 điểm. Thanh Thúy, tình huống đánh bóng trên chắn của đội trưởng Thanh Thúy. Đây chính là điều mà chúng ta chờ đợi từ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Khi bước 1 tốt, bước 2 ổn định và phù hợp với đà cũng như khả năng bật nhảy của Thanh Thúy thì sẽ là những đường bóng rất đáng chờ đợi. 17-12. Bóng ra ngoài và không chạm tay chắn. Đối phương lại khiếu nại, có lẽ là như vậy. Indonesia đã mất một lượt khiếu nại sai trong trận đấu này. Có cảm giác bóng đã chạm tay của Lâm Oanh mất rồi. Cùng hy vọng là Video Challenge cho chúng ta một kết quả khác. Với những quan sát nhanh vừa rồi thì cảm giác bóng đã chạm tay chuyền hài của đội tuyển Việt Nam đúng là như vậy.
Lần này thì Indonesia đã khiếu nại thành công. Mười ba mười bảy. Thanh Thúy. Nỗ lực phòng thủ của Đoàn Thị Xuân. Đường đánh bóng sau đầu rất khó chịu vừa rồi là của Ulan Hari. Một pha phối hợp đánh nhanh sau thành công của Indonesia, và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã quyết định hội ý ở thời điểm này. Chúng ta cần thực sự tập trung và cố gắng hơn nữa trong trận đấu này. Trận đấu mà chúng ta không thể để thua nếu vẫn muốn nuôi hy vọng tạo nên lịch sử ở một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Winda phát bóng. Phát bóng không qua lưới và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Winda là người vừa giúp câu lạc bộ chủ quản của mình đăng quang ở giải vô địch quốc gia Indonesia. Chức vô địch lần thứ tư của Bandung Chandramata. Việt Nam có thêm một điểm nữa với tình huống phát bóng của Lâm Oanh. Như chúng tôi đã nói, những cú phát bóng của Lâm Oanh hay Tú Linh, bóng đi với lực không căng. Những pha phát bóng không mạnh với những tình huống phát bóng bay, nhưng quỹ đạo của trái bóng thực sự là rất khó chịu với những cầu thủ phòng ngự. Sau đầu. Thêm một pha tấn công tốt nữa của phụ công áo số 10. Ulan Hari. Phụ công sinh năm 1995 với chiều cao 1m78. Tình huống đánh nhanh của Nguyễn Thị Trinh và chúng ta có điểm thứ 20 trong trận đấu này. Bên ngoài sân thì Vi Thị Như Quỳnh cũng vẫn đang nhảy múa ăn mừng với các đồng đội. Những hình ảnh vừa rồi có lẽ đã khiến cho chúng ta có phần nào an tâm hơn. Hy vọng là Như Quỳnh không gặp bất cứ vấn đề gì về thể trạng. Chắn bóng tốt. Pha bỏ nhỏ rất khó chịu của Ratri. 16-20. Indonesia không chỉ có một mình Megawati. Ngày hôm nay thì hai mũi công Ratri và Medi của họ cũng có hiệu suất ghi điểm rất cao. Trong khi ở phía bên này chúng ta vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào đội trưởng Thanh Thúy. Đoàn Thị Xuân. Tiếp tục tấn công ở vị trí số 2. Nỗ lực phòng thủ rất đáng khen ngợi của đội tuyển Việt Nam. Và đây là cơ hội để cho chúng ta phản công. Trần Tú Linh. Thanh Thúy hàng sau bỏ nhỏ. Vẫn chưa có điểm. Một tình huống bóng bền rất hay giữa hai đội bóng. Nhưng đối phương vừa ghi điểm sau một pha chắn bóng tốt. Một loạt những pha bóng đôi công. Và sau cùng thì Indonesia đã ghi điểm với tình huống block của Megawati. Cần phải quyết tâm hơn nữa. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang có lợi thế
là không quá lớn ở thời điểm này, khoảng cách 3 điểm trước Indonesia. Khi mà xét đấu thứ tư đang bước vào thời điểm nhạy cảm. Nguyễn Thị Trinh chắn bóng tốt và đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Đây chính là lúc mà tinh thần của các cô gái Việt Nam, sự quả cảm của đội tuyển Việt Nam cần được thể hiện, giống như những gì mà chúng ta đã thể hiện trước các đội bóng lớn của châu Á ở ABC Club vừa qua. Đánh bóng ra ngoài. 22-17. Chúng ta đang đến gần hơn với chiến thắng trong xét đấu thứ tư này để có thể san bằng tỷ số. Quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trận bán kết thứ hai nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport Cộng cùng các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, với các kênh fanpage, kênh YouTube, kênh TikTok và ứng dụng thể thao chuyên biệt On Plus. Rachi rời sân để nhường lại vị trí cho chủ công Nandita. Chủ công sinh năm 1997, cao 1m73. Cú đá tấn công tốt ở vị trí số 3 của Ulan Hari. Tình huống giáp chắn không kịp của đội tuyển Việt Nam. Bóng đã xuyên qua các tay chắn. Thanh Thúy hàng sau. Khánh Đang xử lý bước một tốt. Và đây là Tú Linh. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 23-18. Chúng ta còn cách thắng lợi ở trận đấu này có 2 điểm nữa thôi. Nhảy truyền rất đẹp mắt của Lâm Oanh. Và Tú Linh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đoàn Thị Xuân phát bóng. Tú Linh bỏ nhỏ. Pha xử lý rất thông minh của Trần Tú Linh. Và 24-18. Sau cơ hội giành set point cho đội tuyển Việt Nam, các quan chức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đang góp mặt trên sân để cổ vũ cho đội tuyển. Người vừa xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta cách đây ít giây chính là Phó Chủ tịch bà Trần Thùy Chi, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Set point cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta sẽ đưa trận đấu này vào set 5 quyết định. Cơ hội ghi điểm quyết định set 4 dành cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là Tú Linh. Tú Linh đánh bóng dọc biên nhưng trọng tài xác định bóng đi ra ngoài. Thiếu một chút nữa thôi chúng ta đã có thể kết thúc set đấu này. Bóng ra ngoài mất rồi. Có lẽ ngay bản thân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không nghĩ trận đấu ngày hôm nay với đội tuyển Việt Nam lại khó khăn như vậy. Bóng không chạm tay chắn. Bóng thì đương nhiên đi ra ngoài nhưng chúng ta khiếu nại vì nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn. Đội tuyển Việt Nam đã hết lượt khiếu nại trong set đấu thứ tư nhưng vẫn đang có lợi thế 5 điểm trước đối thủ và chỉ còn cách chiến thắng ở set đấu này có một điểm nữa thôi.
Chúng tôi tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành thắng lợi trong trận đấu thứ tư. Pha phát bóng tấn công rất mạnh, nhưng vừa rồi chúng ta có một tình huống phối hợp không ăn ý với nhau, đã mất 2 điểm liên tiếp. Một thoáng mất tập trung. Cần phải tập trung và quyết tâm hơn nữa. Megawati phát bóng thực sự là rất khó chịu. Thành Thúy bỏ nhỏ. Đây là Tú Linh. Tú Linh đánh bóng không thắng được các tay chắn đối phương. Tình huống chắn đôi của Winda và chuyền hai Tisia. Vẫn là những giây phút rất hồi hộp. Và đối phương vừa ghi thêm một điểm nữa. Có lẽ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt phải sử dụng nốt quyền hội ý trong trận đấu này rồi. 3 điểm liên tiếp được dành cho đội tuyển Indonesia. Đối phương đang phản kháng rất mạnh mẽ. Và đúng là chúng ta cần tới time out ở thời điểm này. Hít thở thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh và tập trung cao độ để ghi điểm quyết định và đưa trận đấu vào set 5. Vẫn còn 2 cơ hội giành set point cho đội tuyển Việt Nam. Megawati phát bóng an toàn. Đánh biên Như Quỳnh. Vẫn chưa có điểm. Chắn bóng tốt và chúng ta có được chiến thắng trong set đấu thứ tư. Đó là tình huống chắn đôi của Lâm Oanh và Đinh Thị Trà Giang. Cũng là một thắng lợi rất vất vả dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Bị đối phương cứu 3 set point liên tiếp. Và phải sau khi hội ý, chúng ta mới lấy lại được tinh thần, trấn tĩnh lại để ghi điểm quyết định. 25-22 là tỷ số của set đấu này. 2 lần Indonesia vươn lên dẫn trước, cũng 2 lần đội tuyển Việt Nam san bằng cách biệt. Mọi thứ đang diễn ra rất rất giống với kỳ SEA Games được tổ chức trên đất Philippines vào năm 2019. Khi đó Indonesia thắng Việt Nam 25-21 trong set mở màn. Chúng ta thắng lại 25-23 trong set 2. Sau đó thì tiếp tục có thắng lợi 25-19 trong set 3, thua ở set đấu thứ 4 nhưng thắng ở set 5 quyết định. Hy vọng rằng trận đấu ngày hôm nay khi bước vào set đấu thứ 5, đội tuyển Việt Nam cũng tiếp tục duy trì được sự tập trung và quyết tâm của mình. Set 5 sẽ là một set đấu có thời gian ngắn hơn rất nhiều khi các đội bóng đánh chạm 15. Và mỗi điểm số ở thời điểm này sẽ là vô cùng quan trọng. Những thông số cho set đấu thứ 4, một set đấu căng thẳng với cả hai đội. Hai đội đều sử dụng hết quyền time out. Việt Nam có 2 tình huống khiếu nại không thành công. Indonesia có một lần khiếu nại sai và họ sử dụng tới 5 lượt thay người so với 1 của chúng ta. Kể từ năm 2019 cho tới nay thì chúng ta mới lại gặp khó khăn với Indonesia đến vậy. Sau chiến thắng 3-2 trên đất Philippines cùng tấm huy chương bạc ở SEA Games 30 thì những lần chạm trán sau đó, đội tuyển Việt Nam đều thắng cách biệt đối phương với tỷ số 3-1 và 3-0. SEA Games 31 là thắng lợi 3-1 và SEA Games và
ASEAN Grand Prix 2022 là chiến thắng 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó tỷ số các set là 25-23, 25-19 và 25-9. Trận đấu diễn ra vào thời điểm cuối năm ngoái, chúng ta cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong set 1 trước Indonesia. Nhưng hai set sau đó thì mọi thứ đã diễn ra dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Niềm vui đã trở lại với các cổ động viên Việt Nam và chúng ta có niềm tin rằng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ giành thắng lợi trong set đấu quyết định này. Đoàn Thị Xuân, Lâm Oanh, Trà Giang, Tú Linh, Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh đang là những người có mặt trên sân, bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu SEA Games cho tới giờ. Và cũng là lúc mà Lâm Oanh và các đồng đội cần thể hiện bản lĩnh của mình. Lâm Oanh sẽ phát bóng để mở màn cho set đấu thứ 5 này. Cú đánh từ sau vạch 3m của Megawati và bóng đã chạm tay chắn. Điểm thứ nhất dành cho Indonesia. Người phát bóng bây giờ là chuyền hai Tisia. Thanh Thúy. Ghi điểm tiếp tục là Megawati. Người cũng đã có khoảng thời gian tìm hiểu về bóng chuyền Việt Nam khi thi đấu trong màu áo của Hà Phú Thanh Hóa tại giải vô địch quốc gia của chúng ta năm ngoái. Chúng ta mất 2 điểm đầu tiên. Không được rồi. 3 tình huống mất điểm liên tiếp của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý. Mặt rất buồn của các cổ động viên Việt Nam sau khi đội bóng của chúng ta đã mất 3 điểm liền trong set 5. Ban huấn luyện vừa động viên các cầu thủ cần phải cố gắng hơn nữa. 0-3 tiếp tục là cầu phát bóng của chuyền hai mang áo số 19 Tisia. Thanh Thúy. Hướng tấn công ở vị trí số 2. Quả bóng vẫn trong sân. Những điểm số liên tiếp được ghi bởi đối chuyền Megawati. Một tình huống mắc lỗi của chúng ta. Còn đối chuyền mang áo số 3 thì đã ghi được 3 điểm cho Indonesia trong set đấu này.
Thanh Thúy. Thanh Thúy đánh dọc biên thành công và giúp cho đội tuyển Việt Nam có điểm đầu tiên trong set đấu quyết định này. Một điểm số rất quan trọng, vô cùng quan trọng với tâm lý và tinh thần của các cầu thủ áo đỏ sau khi bị đối phương ghi liền 4 điểm. 1-4. Cầu phát bóng của Thanh Thúy. Cú chắn bóng tốt của Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân. Hai tình huống chắn bóng tốt liên tiếp với những cú đánh từ biên 4 của đối phương. Cách biệt đang được chúng ta thu hẹp. Vẫn là Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân, những tay chắn tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Thanh Thúy tiếp tục phát bóng. Bóng ngoài. Lần này thì mũi công của Indonesia đã mắc lỗi. Không còn là Megawati ở vị trí số 2 nữa, mà lần này là Rachi. Rachi đã đánh bóng ra ngoài sân với tình huống đánh y này. 3-0. Xin lỗi quý vị, 3-4. Rất hồi hộp. Thêm một pha bóng nữa mà các cầu thủ Indonesia đã đánh bóng ra ngoài sân và Megawati cũng đã ra dấu cho ban huấn luyện rằng bóng không chạm tay chắn. 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi bị đối phương ghi 4 điểm liên tiếp thì đội bóng của chúng ta cũng đã có một cầu ghi 4 điểm. Vẫn tiếp tục là Thanh Thúy phát bóng. Tình huống phối hợp đánh nhanh sau tốt của Indonesia. Một lần nữa thì Indonesia lại vượt lên. Vừa rồi là pha ghi điểm của phụ công mang áo số 10, Ulan Hari. Giờ thì tới lượt Rachi phát bóng. Đó là pha xử lý của Nguyễn Thị Trinh. Tỷ số được san bằng 5-5. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng tới nghẹt thở. Những diễn biến có lẽ không dành cho những người yếu về mặt tâm lý. Hai đội đang giành nhau từng điểm một ở thời điểm này. Chúng ta đang có lợi thế phát bóng. Cầu phát bóng là của Nguyễn Thị Trinh. Liên tiếp là những tình huống chắn bóng tốt của các cô gái Việt Nam. Cơ hội phản công dành cho chúng ta. Tú Linh. Tú Linh đánh bóng rất mạnh từ biên 4 nhưng vẫn chưa có điểm. Bóng lọt tay chắn mất rồi. Medi đã ghi điểm để giúp cho Indonesia một lần nữa lại vượt lên. Một trận đấu với chất lượng chuyên môn tốt và những diễn biến là vô cùng hấp dẫn. Tình huống giáp chắn chưa kín của Trà Giang và Đoàn Thị Xuân. Vẫn tiếp tục là những phút giây rất hồi hộp với các cổ động viên Việt Nam. Thanh Thúy! Thanh Thúy đã ghi điểm. Tỷ số được san bằng 6-6. Đây là lúc mà người đội trưởng cần phải lên tiếng. Dẫu biết rằng Thanh Thúy đã rất mệt mỏi sau một hành trình dài ở ABC Club vừa qua, nhưng ở thời điểm khó khăn này thì tất cả đều đang rất trông đợi vào đẳng cấp của Thanh Thúy. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là Thanh Thúy, nhưng lần này thì Thanh Thúy lại đánh bóng ra ngoài. Không biết bóng có chạm tay chắn hay không. Không chạm chắn mất rồi. Đối phương sẽ một lần nữa vượt lên dẫn điểm 7-6.
Đối chuyền mang áo số 9 Hani trở lại sân. Chủ công Rachi được thay ra. Tú Linh. Đó là cú đánh của Medi, nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Thanh Thúy ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam và tỷ số lại là 7-7. Pha xử lý rất hợp lý của Thanh Thúy sau khi đã có một tình huống vào đà không thực sự thuận lợi. Sau điểm số này thì hai đội sẽ đổi sân. Cầu phát bóng của Tú Linh, hy vọng chúng ta sẽ có được lợi thế. Hàng sau, cú đập bóng rất mạnh và điểm dành cho Indonesia. Như thường lệ vẫn là Megawati. Vũ công quá chất lượng của đội tuyển nữ Indonesia. Những cú đánh sau vạch 3m của Megawati vừa uy lực, độ chính xác lại rất cao. Hai đội sẽ đổi sân và lợi thế một điểm đang thuộc về Indonesia. Những giây phút thực sự là rất hồi hộp và lo lắng dành cho các cổ động viên yêu mến đội tuyển Việt Nam. Kể từ đầu trận đấu cho tới giờ thì tất cả các đội bóng thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị, đều giành thắng lợi trong các set đấu. Thanh Thúy. Nỗ lực cứu bóng thành công của Indonesia, nhưng cơ hội tấn công tiếp theo vẫn thuộc về đội tuyển Việt Nam. Lại là Thanh Thúy. Lần này thì Thanh Thúy đã ghi điểm. 8-0. Chủ công Vi Thị Như Quỳnh vẫn chỉ ra vào trong ít phút và vẫn chưa thể chia lửa được cho Thanh Thúy. Bây giờ thì huấn luyện viên Tuấn Kiệt sử dụng Nguyệt Anh thay cho mũi phụ công Trà Giang. Nỗ lực phòng thủ thành công của Tú Linh. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam, và lần đầu tiên chúng ta vươn lên dẫn trước trong set đấu này. 9-8 cho đội tuyển Việt Nam. Đây chính là điều mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã luôn nhắc nhở các học trò của mình. Khi đối phương bám chắn tốt thì cần bỏ nhỏ nhiều hơn. Thanh Thúy vừa ghi thêm một điểm nữa cho chúng ta. Nguyệt Anh tiếp tục phát bóng. Hàng sau. Đập bóng rất mạnh của Megawati. 9-0. Căng thẳng và kịch tính tới nghẹt thở. Winda phát bóng. Thanh Thúy. Bóng đang liên tục được đưa tới vị trí của đội trưởng Thanh Thúy, và Thanh Thúy cũng liên tục ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là lợi thế một điểm dành cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng thường nhắc nhở rằng khi cầu công nào đang ghi điểm đều đặn thì hãy cứ đưa bóng tới vị trí đó, không cần phải có nhiều thay đổi về chiến thuật làm gì cả. Nỗ lực cứu bóng rất đáng khen ngợi của Khánh Đăng. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Chưa được. Và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta có lợi thế 2 điểm trước Indonesia trong set 5. Trong khi chúng ta đang nhồi bóng cho Thanh Thúy thì đối phương cũng liên tục đưa bóng tới vị trí của Megawati. Hai cầu thủ có thể nói là đẳng cấp nhất của hai đội. Và Indonesia xin hội ý. Indonesia đang lên dây cót tinh thần, và Việt Nam của chúng ta cũng cần phải giữ vững niềm tin của mình
duy trì sự tập trung cao độ. Lợi thế 2 điểm là rất lớn ở thời điểm này, nhưng chúng ta vẫn cần phải tập trung. Người phát bóng tiếp theo sẽ là Lâm Oanh. Rachi. Trọng tài số 1 đang chờ đợi những tín hiệu từ giám biên, và ông quyết định rằng điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Indonesia sẽ khiếu nại. Họ nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn. Như vậy là bóng thì đã đi ra ngoài rồi. Vấn đề là có chạm tay chắn hay không mà thôi. Không chạm tay của Đoàn Thị Xuân. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Rất hồi hộp cho những phút giây với những hiển thị của công nghệ Video Challenge Ice. Không chạm tay chắn, chính xác là như vậy, và chúng ta có thêm một điểm nữa. Đội tuyển Việt Nam đang đến gần hơn với thắng lợi chung cuộc trước Indonesia. Cách biệt bây giờ là 3 điểm. Hàng sau, bóng không qua lưới rồi. Có vẻ như Việt Nam của chúng ta sử dụng quyền khiếu nại. Khiếu nại có phần hơi vội vàng, theo cảm giác của chúng tôi là như vậy. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đang tỏ ra không hài lòng với quyết định của những người trợ lý. Đường bóng vẫn đang còn và chúng ta vẫn đang có thể xử lý tốt, nhưng vội vàng đưa ra quyết định vì nghĩ rằng đây là một tình huống bóng không đi qua lưới và cũng không chạm tay chắn. Hy vọng rằng đây là một tình huống khiếu nại thành công của chúng ta. Nếu bóng không chạm tay chắn, chúng ta sẽ có điểm vì đối phương mắc lỗi 4 chuyền. Thật sự rất hy vọng chúng ta có được điểm số này. Bóng đừng chạm tay chắn. Rất cần một tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam. Có chạm tay chắn của Thanh Thúy. Như vậy là chúng ta khiếu nại không thành công. Chúng ta hoàn toàn có thể đợi hết tình huống rồi khiếu nại. Và đó là lý do mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đã có những phàn nàn với trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Phối hợp đánh nhanh. Vẫn là cơ hội tấn công dành cho Thanh Thúy. Bỏ nhỏ. Đó là đẳng cấp của Thanh Thúy. 13-10 dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngay từ đầu trận đấu thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chỉ đạo các học trò cần phải bỏ nhỏ nhiều hơn. Và rõ ràng là chiến thuật đó đang phát huy hiệu quả trước Indonesia. Thanh Thúy phát bóng. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 14-10. 4 cơ hội dành Matchpoint cho chúng ta. Một điểm nữa thôi, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt trong trận đấu chung kết của SEA Games 32, nơi mà Thái Lan đang chờ đợi chúng ta. Tình huống phát bóng tấn công của Thanh Thúy. Thanh Thúy đã quyết định phát bóng an toàn. Một pha tấn công rất tốt từ biên 4 của Megawati. Đội chuyền mang áo số 3 đang níu giữ hy vọng cho Indonesia. Rachi rời sân và số 7 Nandita trở lại.
Vẫn còn 3 cơ hội ghi điểm quyết định của trận đấu này dành cho các cô gái Việt Nam. Chúng ta đang hồi hộp theo từng đường bóng. Thật sự là những giờ phút nín thở. Tú Linh vẫn chưa có điểm. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Khánh Đan rất đáng tiếc. Indonesia vừa cứu thành công 2 match point. Trinh Lao và Xuân Trồng, đó là những gì mà chúng ta vừa nghe được với những chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có được điểm quyết định sau pha bóng này. Vẫn là những phút giây nín thở với các cổ động viên Việt Nam và đương nhiên cả những cổ động viên của Indonesia nữa. Cơ hội ghi điểm quyết định cho chúng ta. Đó là tình huống bỏ nhỏ của Đoàn Thị Xuân. Tiếp tục là Đoàn Thị Xuân, vẫn chưa có điểm. Bây giờ là Tú Linh. Đối phương phòng ngự rất tốt. Chắn bóng thành công và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là điểm số quyết định dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu bán kết này. 15-12 là tỷ số của xét đấu thứ 5. Sau hai miếng đánh lao chồng liên tiếp không thành công thì Đoàn Thị Xuân đã thể hiện được điểm mạnh nhất của mình, đó là những tình huống chắn bóng. Và pha ghi điểm vừa rồi của Nguyễn Thị Xuân đã khép lại một trận đấu vô cùng căng thẳng và kịch tính đối với đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Chúng ta lội ngược dòng để đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2. Những diễn biến có thể nói là có rất nhiều điểm tương đồng với chiến thắng 3-2 trước Indonesia tại SEA Games 2019. Một trận thắng rất vất vả với đội tuyển Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã giành tấm vé còn lại để góp mặt trong trận chung kết gặp Thái Lan. 3 SEA Games liên tiếp, Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán nhau trong trận đấu cuối cùng. Và cũng là 3 kỳ SEA Games liên tiếp, Indonesia sẽ tiếp tục đối mặt với Philippines trong trận đấu tranh huy chương đồng. Một chiến thắng thực sự là chật vật và vất vả của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Không giống với những gì mà giới chuyên môn cũng như bản thân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dự đoán trước khi trận đấu này diễn ra. Nó khó khăn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Tiếp tục là Thanh Thúy phải gồng mình để trở thành điểm tựa cho các đồng đội. Một trận đấu mà Thanh Thúy cũng sẽ mất sức rất nhiều trước khi bước vào trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Thái Lan. Nhưng không sao, chúng ta đã có được chiến thắng chung cuộc và cùng chờ đợi cho loạt trận cuối cùng diễn ra vào buổi chiều tối ngày mai. Trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:30 phút ngày 14 tháng 5, ngày thi đấu cuối cùng của nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32. Và đương nhiên, chúng tôi vẫn sẽ gửi tới quý khán giả trực tiếp trên các kênh sóng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Còn những hình ảnh này sẽ khép lại chương trình tường thuật ngày hôm nay của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho boxing Việt Nam.
Chỉ tiêu của em là chỉ vào được vòng chung kết. Nhưng mà vào tới vòng chung kết rồi thì mình tham vọng hơn, mình muốn lấy vàng. Em tham dự 3 kỳ. 2 kỳ đầu là em trắng tay gặp Thái. Hôm nay em lại gặp Thái, em knock out. Tin vui nối tiếp tin vui, chỉ sau thành tích của Phước Tùng ít phút, Hà Thị Linh cũng mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho boxing Việt Nam khi có chiến thắng thuyết phục trước đại diện của Philippines ở hạng cân 63kg của nữ. Trước hai tấm huy chương vàng của môn boxing, bộ đôi Tạ Đức Huy và Nguyễn Cường Thịnh của judo cũng xuất sắc đứng đầu nội dung Kime no Kata Nam với số điểm 528,5, qua đó mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho nhu đạo Việt Nam. Còn ở nội dung judo kata nữ, hai vận động viên Nguyễn Bảo Ngọc và Trần Lê Phương Nga đã không thể vượt qua các đại diện của Thái Lan. Đây là huấn luyện viên em Alim Suseno, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia. Ở vòng đấu bảng vừa qua thì Indonesia có 2 chiến thắng và 1 thất bại. Họ thua trước Thái Lan với tỷ số 0-3 và thắng hai đội còn lại là Malaysia và Myanmar với tỷ số 3-0. Cầu phát bóng đã trở lại với Thanh Thúy. Lúc này chúng ta đang dẫn đối thủ với tỷ số 11-10. Thanh Thúy hàng sau. Những đập bóng tốt của Thanh Thúy vào vị trí của libero Inda. Khoảng cách 2 điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì tại nhà thi đấu Olympic cũng có sự xuất hiện của rất nhiều những cổ động viên Việt Nam. Tất cả đều đang rất mong chờ ở kỳ SEA Games lần này với lực lượng dày dặn dưới tài cầm quân thao lược của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, chúng ta sẽ có thể lật đổ được Thái Lan. Bóng chuyền nữ Thái Lan đã thống trị đấu trường Đông Nam Á trong suốt 13 kỳ SEA Games vừa qua. 13 lần liên tiếp họ đăng quang thì có tới 10 lần đội tuyển Việt Nam của chúng ta thua người Thái trong trận chung kết. Trong đó có 2 kỳ SEA Games gần đây nhất vào các năm 2022 và 2019. Phòng thủ thành công nhưng sẽ là một thời cơ tấn công cho các cô gái Indonesia. Không được rồi. Điểm dành cho Indonesia sau những nỗ lực tấn công liên tiếp của Medi ở vị trí số 4. Một thoáng trong sân của Vi Thị Như Quỳnh, người đã được tung vào sân để thay thế cho vị trí của Trần Tú Linh. Ít phút vừa qua cũng đã có những sự điều chỉnh nhân sự từ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Có thời điểm Trà Giang đã được sử dụng thay thế cho vị trí của Nguyễn Thị Trinh. Mười hai đều. Rachi phát bóng. Tấn công sau đầu. Đó là cú đánh tốt của Kiều Trinh. Đây chính là những gì mà các cổ động viên Việt Nam mong đợi. Ở ABC Club, Kiều Trinh cũng không chơi tốt ở trận đấu đầu tiên nhưng sau đó đã nhanh chóng tìm lại phong độ và trở thành một trong hai mũi công với hiệu suất ghi điểm cao nhất của đội tuyển Việt Nam cùng với Thanh Thúy và sau đó có cả Như Quỳnh nữa. Pha phối hợp đánh chồng không qua được tay chắn đối phương. Đó là tình huống chắn bóng của phụ công Vu Lan. Mười ba đều. Trận đấu đang diễn ra rất cân bằng trong những phút đầu. Thanh Thúy bắt bước một không tốt và sẽ là cơ hội tấn công dành cho Indonesia. Đánh biên. Đánh thiếu lực của Mendy. Và sau đó thì Indonesia phải trả giá với một tình huống dứt điểm rất uy lực của đội trưởng Thanh Thúy. Một lần nữa thì đội tuyển Việt Nam lại vượt lên dẫn trước. Thanh Thúy vẫn đang chơi giữ sức ở những trận đấu vừa qua. Và chúng ta rất cần Thanh Thúy có điểm rơi phong độ tốt nhất vào trận đấu chung kết. Trận đấu mà nhiều khả năng chúng ta sẽ là những người góp mặt chứ không phải Indonesia. Với đẳng cấp và trình độ hiện tại của đội tuyển Việt Nam
thì ở khu vực Đông Nam Á chúng ta chỉ còn thua kém Thái Lan mà thôi. Những cái tên như Indonesia hay Philippines ở thời điểm này không phải là đối trọng thực sự của đội tuyển Việt Nam. Và ban huấn luyện của Indonesia đã phải xin quyền hội ý lần đầu tiên trong trận đấu này. Trận bán kết thứ hai của nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32 giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam đang được phát sóng trực tiếp trên kênh On Sport Cộng cùng các nền tảng hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, gồm các kênh fanpage, kênh YouTube, kênh TikTok và ứng dụng thể thao chuyên biệt, ứng dụng On Plus của chúng tôi. Trên ứng dụng On Plus thì quý vị có thể theo dõi toàn bộ những diễn biến được tường thuật trực tiếp của các môn thể thao tại SEA Games 32 cũng như các nội dung thể thao rất đáng chú ý khác với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, các sân chơi tennis, golf cùng các giải đấu thể thao đáng quan tâm ở Việt Nam. Chúng ta vừa mất điểm sau một tình huống phát bóng rúc lưới. Indonesia có sự thay đổi người. Số 9 Hani vào sân. Và người rời sân đó là chuyền 2 Tisia. Một sự thay đổi người chiến thuật của ban huấn luyện Indonesia. Họ vừa ghi thêm một điểm nữa để san bằng tỷ số 15 đều. Bước 1 của chúng ta đang có khá nhiều vấn đề ở thời điểm này. Việt Nam cần phải cải thiện kỹ năng phát bóng cũng như những tình huống xử lý bước 1. Nỗ lực cứu bóng của Khánh Đang. Thanh Thúy. Cơ hội tấn công dành cho Indonesia đánh biên. Chúng ta phòng ngự tốt và đây là cơ hội phản công. Cú đánh của Thanh Thúy đã đưa bóng ra ngoài sân. Rất đáng tiếc. Bây giờ thì Indonesia vượt lên dẫn điểm. Đúng là Thanh Thúy đang không có được phong độ tốt nhất ở thời điểm này sau khi đã bị vắt sức ở sân chơi ABC Club vừa qua. Sau khi đăng quang ở giải vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023, Thanh Thúy và các đồng đội chỉ có chưa đầy một tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào nội dung thi đấu của bóng chuyền nữ tại kỳ đại hội lần này. Giờ thì tới lượt Như Quỳnh cũng không thắng được các tay chắn đối phương. Và Việt Nam cũng đã phải sử dụng quyền hội ý của mình. Trong mỗi xét đấu thì mỗi đội bóng sẽ có 2 lần được xin hội ý. Mỗi lượt hội ý kéo dài 30 giây. Tâm lý của các cầu thủ chúng ta đang có phần căng cứng trong những diễn biến đầu tiên của trận bán kết. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng như ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đang yêu cầu các cầu thủ phải thả lỏng tâm lý, thi đấu với sự thoải mái và có nhiều thông tin với nhau hơn. Mười bảy mười lăm nghiêng về phía Indonesia. Hướng phát bóng tấn công tốt của đối phương. Bỏ nhọ. Không được rồi. Indonesia có thêm một điểm nữa. Tới những phút này thì chúng ta thực sự cảm thấy thế trận đang khó khăn dành cho các cô gái Việt Nam và rất cần có những sự điều chỉnh từ phía ban huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, một bậc thầy về mặt chiến thuật. Đã có sự thay đổi ở vị trí chuyền 2, nhưng vừa rồi thì Thanh Thúy đã bắt bước 1 không tốt. Lúc này thì người đang thi đấu ở vị trí chuyền 2 quanh sau những tình huống chuyền bóng bị hàng chắn đối phương bắt bài đã được thay ra. Cú phát bóng ghi điểm liên tiếp của Megawati.
Tiếp tục là cơ hội dành cho Indonesia và họ đã có điểm thứ 20. Đó là tình huống ghi điểm của Medi. 20-15. Tại SEA Games lần này thì chúng ta cũng đã từng có những thời điểm gặp khó khăn tương tự. Đó là trong trận đấu với Philippines ở vòng đấu bảng. Ở set 1 chúng ta cũng liên tục bị Philippines dẫn điểm. Và phải tới điểm 20 chúng ta mới chính thức vượt lên. Liên tục là những tình huống phát bóng của Megawati nhắm thẳng vào vị trí của Thanh Thúy. Điểm dành cho Indonesia. Lần hội ý cuối cùng trong set đấu thứ nhất cũng đã được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sử dụng. Đây là thời điểm rất quan trọng để chúng ta kịp thời có những sự điều chỉnh. Vấn đề là đây là bọn em xem lại, đây là vấn đề của chúng ta. Chúng ta vào sân làm gì, chúng ta có cái gì, đã làm được cái gì đâu, đánh biên toàn gõ. Chúng ta làm sai hết tất cả. Thì làm sao đánh được? Tập trung vào. Bây giờ cứ thoải mái lên, điểm nào tính sau. Con lấy lại nhịp. Cả một đoạn đường dài cơ mà. Lấy lại nhịp. Trong thể thao thì trạng thái tâm lý là vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở thời điểm nhập trận. Rõ ràng là các cô gái của chúng ta đang có dấu hiệu